Hôm nay chúng ta tóm tắt phim về một cậu bé bán bật lửa. Cậu trông rách vờ lờ với cái bánh mì trên mồm. Cậu đang quá rét và buồn ngủ nên cậu cầm bật lửa lên và bật một phát cho nó ấm. Bỗng có người đưa cho cậu cái gì đó để ăn cho đỡ rét. Rồi cậu lại bật cái bật lửa thứ hai trong khi cậu có thể bật cái cũ mà phí vạm thế cái thằng kia. Có người đưa cho cậu cái gì đó để cho đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với show của Trùng Cuối và Trùng Figure. Vâng, mùa lạnh đến rồi và Trùng Figure đã có bộ sưu tập sweater và hoodie mới. Tôi đang mặc đây. Là chiếc áo Totoro. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300, cũng không quá rẻ nhưng mà nhìn này 300 là rẻ mà. Với một mức giá rất là rẻ như là 300 thì bạn có thể sở hữu những mô hình như này để trang trí phòng ngủ, phòng làm việc hay là bất kỳ cái gì của bạn. Chương trình giảm giá sẽ kéo dài suốt cả tháng 12 nên là còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Ken kia bị đút kem mồm. Như đã thành thông lệ thì cứ vào tháng 12 hàng năm, hội chợ Comic Con Experience, gọi tắt là CCXP, lại được tổ chức tại Brazil. Nếu mà các bạn không biết, giống tôi thì nghe cái tên cũng đủ hiểu rồi. Đây là hội chợ dành cho các Comic Con, tức là bao gồm cả Marvel Con và DC Con các thứ. Nói chung là liên quan đến comic. CCXP năm nay vẫn có sự tham gia của nhiều studio lớn như là Disney cùng sàn Harem, Paramount hay là Universal. Hội chợ năm nay sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 12 này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý đã xuất hiện. Đầu tiên thì phải nhắc đến trailer của Transformer Rise of the Beast. Dù không phải là được tung ra trong CCXP nhưng mà nó vẫn liên quan đến comic nên là tôi sẽ nhắc chung vào đây. Sau 4 năm kể từ phần phim lẻ về Bumblebee thì cuối cùng Transformer đã quay trở lại với phần phim thứ 7, hứa hẹn một hướng đi mới mẻ hơn cho cả series. Dù là bây giờ ông hoàng cháy nổ Michael Bay không đạo diễn nữa và thay vào đó là đạo diễn trẻ Steven Cable Jr. Ta có thể dễ dàng nhận thấy là bối cảnh phim không có gì thay đổi mà vẫn là về mấy con robot vũ trụ đến ăn bám trái đất, phần phim nào cũng bị đuổi mà không chịu đi, xong rồi triết lý nâng bi con người một tí xong lại đâu vào đấy. Hai Autobot nổi bật nhất trong trailer thì vẫn là Bumblebee và tất nhiên là Optimus Prime. Người vẫn chưa có phim riêng và tạo hình mới trên trailer thì tôi không ưng cho lắm. Nói qua một chút thì CGI của trailer trông có vẻ chưa ưng mắt lắm, trông hơi sượng sượng giả chân. Hy vọng mới là teaser trailer nên nó như thế. Nôm na thì phim có thể dịch tên là Robot Biến Hình Súc Sinh Trỗi Dậy. Và điểm nhấn của trailer là sự xuất hiện của các Maximo, một đội nhóm robot biến hình khác với chủ đề mông thú, với thủ lĩnh là ông cháu của Optimus Prime, gào tinh tinh Optimus Primal. Có vẻ như ông cháu Primal đến trái đất để cảnh báo ông chú Prime về một hiểm họa mới. Trong trailer thì con tinh tinh này lên hình nhiều phết, nhưng mà ngoài ra thì còn có sự xuất hiện của nhiều con khác như là gáo báo này, gáo tê giác, gáo chim ưng. Về phần con người thì chúng ta được giới thiệu hai nhân vật mới nhưng mà chỉ chiếu qua thôi nên là cũng không có gì để nói lắm. Con người trong cái dòng phim này thì vốn cũng chỉ làm nền thôi. Hai con Pokemon, đã nhầm. Autobot đi cùng họ là Acri và Mirage, với tạo hình được làm lại khá nhiều so với bản của Michael Bay, và show ra hai skill trong trailer là tạo ảo ảnh và tàng hình. Phản diện chính của phim là Scorch thì vẫn chưa thấy đâu. Nói chung là xem trailer thì tôi thấy là nếu hoàn thiện CGI trông cũng rất là tiềm năng. Liệu nó có thể làm hồi sinh dòng phim giải trí thuần túy robot bem nhau cháy nổ ầm ầm này không? Thì thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này. Trở lại với CCXP, bắt đầu với gian hàng của DC thì bất chấp những thua lỗ và những tin đồn khá là tiêu cực gần đây, Black Adam của Giơ Đá và Superman của Henry Cavill vẫn chậm chệ xuất hiện trên tấm banner bên cạnh Wonder Woman, Aquaman và Batman của Robert Pattinson. Có vẻ như là DC đang ngầm khẳng định rằng Henry sẽ quay trở lại, nhưng mà Ben Affleck thì không. Khá là đáng tiếc tại vì cái tạo hình Batman của Ben khá là hay, còn với Henry thì chắc chắn là tin vui rồi. Với tôi thì anh vẫn là Superman hoàn hảo nhất. Những phim như Batman v Superman hay Justice League thì có thể gây tranh cãi, nhưng mà Man of Steel thì vẫn luôn được đánh giá nằm trong top phim của DC và là top phim siêu anh hùng nói riêng về mảng hành động luôn. Rõ ràng là Henry Cavill rất quan trọng đối với DC, nhưng mà tương lai của anh thì còn phụ thuộc nhiều vào tầm nhìn của James Gunn, người mới được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành trong cuộc tái cấu trúc thượng tầng của DC. Không rõ định hướng của James Gunn là như nào, liệu có Man of Steel 2 hay là reboot nhẹ đấm nhau với Black Adam cũng không phải một lựa chọn tồi. Anh đá thì cũng thả thính vụ này nhiều rồi. Gần đây thì James Gunn cũng đã đăng một bức trên Twitter lấy từ đầu truyện Kingdom Come khiến dân tình dậy sóng. Ngắn gọn thì phần truyện này sẽ kể về các siêu anh hùng DC đời đầu, dù đã giải nghệ nhưng mà vẫn quay lại đập lứa anh hùng biến chất mới. Kiểu nôm na là Superman đánh nhau với Homelander ấy, kiểu thế. Đây là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng mà với những gì hiện có của vũ trụ điện ảnh DC mà có thể nói là gần như không có gì, thì việc nhảy ngay vào một sự kiện lớn như vậy có lẽ là không nên. Hoặc là có thể James Gunn sẽ áp cái phong cách của Peacemaker lên toàn bộ DC và chúng ta sẽ có những màn kiểu Superman khoe chim hay là Wonder Woman khoe
phiếu, nhưng chắc là không có đâu. Ý định của James Gunn với DC thì chúng ta vẫn chưa thể biết được. Khi nào mà có thông báo chính thức thì chúng ta sẽ cùng nói đến. Còn cái chính thức rồi thì là trailer của Guardians of the Galaxy 3. Bộ phim có thể là cuối cùng của James Gunn cho Marvel, vẫn với phong cách thương hiệu của biệt đội dân phòng, hứa hẹn sự trở lại hoành tráng của Gala Cười cùng với sự xuất hiện của biệt đội Among Us, Groot sau vài năm tập gym, dài cá lila, gậy của Rocket, ông sếp trong Peacemaker, sự trở lại của Gamora, lần này là trong đồng phục của Ravager, và chúng ta không thể không nhắc đến Adam Vàng, Adam Warlock. Nhưng mà tôi thể như mặt ông Will Poulter kiểu cứ nhớ đến những cảnh ông bị nhện cắn cu ấy, buồn cười vãi. Còn về tạo hình trong trailer thì có thể thấy là Adam Warlock vẫn có cái cục vàng vàng ở trên trán. Trong truyện thì nó là Soul Stone, nhưng mà trên phim thì nó đã chuyển sang cho Vision, nên là chắc là sẽ có chút thay đổi. Nhận xét về trailer của phim thì có thể thấy dù vẫn còn pha trò chỗ này chỗ kia, nhưng mà tổng thể thì tông trailer khá là trầm. Không biết là mấy bố Marvel lại có lừa tình gì không. Thông tin về nội dung thì trailer này không có nhiều, có vẻ là sẽ nói qua về hành trình của Gamora sau Endgame, quá trình gặp gỡ và thu phục Adam Vàng, vì là có sự xuất hiện của hai Evolution và hình như là đây mới là phản diện. Còn Adam Warlock thì sẽ vào team cho đúng đội hình, và có thể là sẽ đào sâu vào quá khứ của Rocket. Nhưng mà dù gì thì đây sẽ là phần cuối của trilogy Gala Cười, nên là sẽ có mấy cái Death Flag to đùng cắm trên đầu một vài nhân vật. Chi tiết như nào thì chúng ta lại phải chờ thôi. Một nhân vật khác của MCU cũng đang có Death Flag là Scott Lang trong Ant-Man, vì tự nhiên Marvel tung ra một đoạn clip tiểu sử tri ân Scotland các thứ. Cái clip này thì chỉ có thêm một vài câu thoại của Kang thôi, còn đâu thì nó là recap hành trình của Scott trong MCU. Có vẻ như là chúng ta đang đi đến giai đoạn mà các siêu anh hùng từ hai face đầu dần bị thay thế, khi mà Marvel đã cast sẵn cho Scott một cô con gái rất là mờ lem. Chắc là Scott cũng chuẩn bị luyện thật rồi. Vẫn là một công ty con của Disney thì Lucasfilm vừa tung ra trailer chính thức cho Indiana Jones phần 5 với tiêu đề chính thức là Indiana Jones and the Dial of Destiny. Harrison Ford cũng sẽ trở lại trong vai nhân vật chính Indiana, nhưng mà phần 4 của phim thì đã ra từ 14 năm trước và nam tài tử này cũng đã hơn 80 tuổi, nên đây có thể xem đây là phần phim cuối cùng của ông với series này. Còn có thể chuyển giao cho người khác đóng để tiếp tục làm Indiana Jones hay không thì còn phụ thuộc vào mức độ thành công của phim. Trailer cho thấy nhiều cảnh của Indiana khi về già, cùng với đó là sự xuất hiện của một số nhân vật mới, và trên hết là những cảnh hành động. Có rất nhiều cảnh trong trailer khiến fan lâu năm của Indiana Jones phấn khích, nên là hy vọng đây sẽ là cú hích lớn để tiếp tục dòng phim thợ săn cổ vật này. Tất nhiên thì tiêu đề của Indiana Jones 5 cũng có thể xem như là một lời gợi ý về cổ vật tiếp theo mà ông sẽ theo đuổi. Nhưng một đoạn hồi tưởng về Indiana hồi trẻ trong trailer thể hiện công nghệ trẻ hóa tuyệt vời của Hollywood, và cũng thể hiện rằng cổ vật này đã ám ảnh nhân vật chính của chúng ta trong một thời gian dài. Có một số kho báu tiềm năng xuất hiện trong đoạn giới thiệu, nhưng mà không rõ thứ mà Indiana thực sự theo đuổi là gì. Có thực sự được gọi là Dial of Destiny hay không, hay là chỉ là một ẩn dụ cho hành trình của nhân vật và sự thay thế không thể tránh khỏi trong tương lai nếu mà phim vẫn có thể tiếp tục. Một thông báo khác được Lucasfilm đưa ra là ngày phát hành chính thức của The Mandalorian. Phần series ăn khách của Star Wars sẽ trở lại Disney Plus vào tháng 3 năm 2023, nghĩa là 26 tháng kể từ khi season 2 khép lại. Sự chờ đợi kéo dài này một phần có thể là do Jon Favreau và Dave Filoni cũng phải chịu trách nhiệm nội dung khác của Disney Plus. Ngoài ra thì họ cũng ưu tiên The Book of Boba Fett hơn là Mandalorian phần 3. Dù gì thì cũng có thể coi The Book of Boba Fett là Mandalorian 2.5. Nên thật ra là các fan Star Wars cũng không quá thiếu thốn. Tin tốt là kể từ bây giờ thì ngày phát hành của Mandalorian sẽ chỉ còn 3 tháng, không phải là một thời gian quá lâu, nên là chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian để xem lại hai phần đầu vì nó hay thật. Và để kết thúc video thì chúng ta đến với một bài thơ nổi tiếng: hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh, sẽ có anh Ấn Độ gửi bạn ảnh cũ anh. Đúng vậy, mới đây thì nam diễn viên người Ấn Độ là Mohan Kapoor, người đóng vai ông bố Yusuf Khan trong Miss Marvel, đã bị tố quấy rối tình dục và gửi ảnh cũ cho một cô gái 15 tuổi. Người được cho là nạn nhân chia sẻ rằng Kapoor đã cố gắng đổ lỗi cho cô trong tình huống này. Cô kể là họ gặp nhau thông qua bạn gái cũ của Kapoor và phát triển một mối quan hệ giống như là bố con. Bố con kiểu gì tôi không biết, và tôi không biết là có bao nhiêu phần trong cái cáo buộc này là sự thật. Nhưng mà có một điều mà tôi biết là mấy anh Ấn Độ đúng là thích gửi ảnh cu thật. Nên là câu chuyện này không phải là không có lý. Mohan Kapoor đã được xác nhận là sẽ quay trở lại với tư cách là cha của Kamala Khan trong The Marvel sắp tới. Tuy nhiên những cáo buộc này khiến tương lai của ông trong MCU cũng là một dấu hỏi. Nếu những hành động pháp lý được đưa ra chống lại Kapoor thì hình ảnh của Disney có thể bị đe dọa, và chắc chắn là sẽ phải đưa ra hành động, có thể là recast hoặc là cho nhân vật chết luôn. MCU cũng không ít lần thay đổi diễn viên trong quá khứ, nhưng mà vì cái lý do gửi ảnh cu cho gái thì tôi cũng chưa thấy lần nào. Và đó là những thông tin mới nhất vừa qua cho những fan của phim. Tôi là Vui Vẻ của The Reviewer.